đến với buổi tri ân của Thanh Mai hết ca. Mình cảm thấy rất là hạnh phúc và ấm áp. Thực sự là được gặp lại các cô giáo cũ của mình, đặc biệt là cô Thanh Mai. Mình đã được học cô Thanh Mai từ năm 2000 và mình đã gắn bó với Thanh Mai hát ca từ ngay từ những ngày tiền thân của Thanh Mai hát ca. Và năm nào cũng cảm xúc đong đầy bởi vì mình đã chứng kiến sự lớn mạnh, sự phát triển ngày càng rực rỡ của Thanh Mai hát ca. Và bản thân cũng rất tự hào là một thành viên trong đại gia đình như thế này. Và những cái buổi mà vinh danh họp mặt giáo viên như thế này là những lúc mà chúng tôi chia sẻ với nhau rất nhiều những buồn vui, những cái mong muốn về công việc của mình. Và rất là cảm ơn cô Thanh Mai cùng với trung tâm Thanh Mai HSK đã tạo cho chúng tôi một cái môi trường để phát huy những cái năng lực chuyên môn của mình và để truyền cái cảm hứng cho những người học viên có niềm yêu thích với lại môn tiếng Trung Quốc.